Trần Đức Bo hóa mỹ nhân sau khi chuyển giới, đổi tên thành Mẫn Nhi, nhất quyết không sửa một điểm này. Gần đây, hiện tượng mạng một thời, Trần Đức Bo đã trải qua một cuộc phẫu thuật chuyển giới. Sau khi trở lại với diện mạo là một cô gái thì Đức Bo đã đổi tên thành Mẫn Nhi và hy vọng khán giả của mình sẽ đón nhận một hình ảnh mới. Trần Đức Bo từng có chia sẻ gây xôn xao cộng đồng mạng khi tuyên bố sẽ lấy vợ vào năm 30 tuổi. Trong một buổi phỏng vấn gần đây sau khi đã trải qua cuộc phẫu thuật chuyển giới, khi được hỏi về phát ngôn lúc trước, cô nàng không ngại cho biết, quả thực vào thời điểm đó em vẫn có thể có tình cảm với con gái. Việc kết hôn rồi chung sống với một người con gái đối với em rất là bình thường. Vì ba mẹ em cũng mong muốn như vậy, mà niềm vui của ba mẹ thì cũng là niềm vui của em. Cho đến một lúc nào đó, giống như sinh lý con người em có sự thay đổi thì em lại bắt đầu có khao khát trở thành một người con gái và em đã quyết định sống đúng với con người bên trong em. Trần Đức Bo tiết lộ chỉ mới nói với gia đình về việc muốn chuyển giới vào tháng 9 năm nay. Đứng trước mặt ba mẹ và nói rằng mình muốn trở thành con gái đã khiến Trần Đức Bo rất run sợ. Sau khi nghe tin, đúng như tưởng tượng của Bo, ba mẹ cô nàng từ rất sốc chuyển sang rất sợ. Sợ vì biết rằng những cuộc phẫu thuật mà con mình chuẩn bị trải qua là những cuộc phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, gia đình đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với Bo. Nhưng với quyết tâm mạnh mẽ từ bên trong, sau một thời gian thuyết phục, cuối cùng Trần Đức Bo cũng đã làm gia đình an tâm hơn và ủng hộ việc chuyển giới của mình. Được biết Trần Đức Bo đã sang Hàn Quốc để làm tìm lại giới tính thật. Bo chia sẻ mình đã làm phẫu thuật hạ trán, cắt mắt, hạ gò má, gọt hàm, chỉnh cằm, hạ mũi và làm ngực. Cuộc đại phẫu này chỉ mới diễn ra vào cuối tháng 10, tức là chưa đầy một tháng. Thế nhưng diện mạo con gái của Trần Đức Bo hiện tại đã được cộng đồng mạng khen tới tấp vì quá xinh đẹp và nữ tính. Bo chia sẻ rằng mọi thứ hiện tại vẫn chưa hồi phục, các bộ phận mà cô làm thì vẫn đang gặp tình trạng một bên to một bên nhỏ, phải cần thời gian để mọi thứ hoàn thiện. Vì quyết định chuyển giới không phải là một quyết định dễ dàng và chính cô nàng cũng biết điều này sẽ đem đến nhiều rủi ro rất cao trong sức khỏe và tinh thần của mình sau này. Cho nên lúc nằm trên bàn mổ, Bo liên tục niệm Phật để lòng thấy bình an hơn. Đặc biệt, trước đó cô nàng còn chép kinh Địa Tạng để cầu mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Bo chia sẻ thêm về việc quyết định chuyển giới. Thật ra, em nghĩ là khi mà đã quyết định làm con gái thì chắc chắn việc phải sửa, phải trùng tu nhan sắc chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nên nhân lúc mình còn trẻ còn khỏe thì sao không làm, đợi đến khi lớn tuổi hơn rồi sức khỏe cũng đi xuống thì có phải rủi ro càng cao hơn không? Cộng đồng mạng sau khi biết Trần Đức Bo sẽ phẫu thuật chuyển giới thì tỏ ra rất trông chờ màn lột xác của cô nàng. Vì vốn dĩ trước đây mỗi khi Đức Bo biến hình với những bộ váy nữ tính thì ai nấy cũng đều phải há hốc vì tưởng là con gái thật. Chính vì thế mà có không ít người theo dõi và hỏi thăm chuyện chuyển giới của Bo. Khi được hỏi về size ngực, cô nàng chia sẻ thật lòng là không nhớ số size của mình. Chỉ nhớ là lúc bác sĩ hỏi chọn size nào thì cô đã chọn size nào vừa bàn tay của một người đàn ông trưởng thành là được. Nghe chia sẻ này từ Trần Đức Bo, cộng đồng mạng được fan cười banh nóc. Đặc biệt, có một thứ mà Trần Đức Bo quyết không phẫu thuật đó là giọng nói. Dù biết nếu sở hữu giọng nói nữ tính thì sẽ hoàn hảo hơn về cả phần hình lẫn phần tiếng, nhưng cô nàng vẫn quyết tâm không thay đổi giọng. Vì lý do theo cô nàng tìm hiểu thì cuộc phẫu thuật này có rủi ro rất cao, vậy nên cô cũng rất sợ trường hợp xấu nhất sẽ đến với mình.